Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn Kính mời các bạn xem bản tin Nền hành chính không công, trăm lợi mà không hại Ngày 11 tháng 11 Báo tiếng Dân có bài Hãy để người dân thực sự tham gia giám sát Quản lý bộ máy nhà nước Của tác giả nhà giáo Thái Hào Tác giả đề cập đến phát biểu Của Tổng bí thư Tô Lâm Về tình trạng 70% ngân sách Đang phải dùng để chi cho một bộ máy nhà nước Công kênh kém hiệu quả Và đòi hỏi cấp bách phải tinh gọn Tác giả đề xuất cách nhanh nhất, dễ nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất để tinh gọn bộ máy và tiết kiệm ngân sách là hãy để cho người dân được thực sự tham gia vào việc giám sát, quản lý bộ máy nhà nước, quản lý và xây dựng xã hội nói chung. Hình ảnh bài trên báo Tiến Dân Thực sự, tức là không phải chỉ dừng lại trên giấy và khẩu hiệu, tức là người dân phải có tiếng nói, phải được quyền lên tiếng, đưa tin, phản ánh về mọi vấn đề mà họ nhìn thấy, nghe thấy, gặp thấy phải có luật và cơ chế để bảo vệ và tạo mọi điều kiện cho người dân thực hiện quyền của mình. Lúc ấy chính họ sẽ làm thay rất nhiều công việc của các bộ phận cơ quan ban ngành đoàn thể hay nói cách khác là không cần đến những ban bệ ấy nữa. Theo tác giả, trên thế giới không có một bộ máy nhà nước nào đủ hiện đại, khoa học và tiến bộ đến đâu mà có thể quản lý, giám sát, tự làm trong sạch bản thân và giải quyết được tất cả các vấn đề của xã hội nếu thiếu đi tiếng nói của người dân. Rất nhiều việc người dân có thể làm tốt hơn nhà nước như từ thiện, bảo vệ môi trường, tổ chức giáo dục, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa. Chỉ cần cho họ một cơ chế với bộ khung pháp lý tốt, xã hội sẽ lập tức tràn trề sinh lực. Mỗi người dân sẽ làm việc như một công chức không lương, nhưng hào hứng, vui vẻ và đầy tinh thần phụng sự. Tác giả phân tích do thuộc tính nội tại những bộ máy quan liêu không thể phát huy được hiệu quả công việc tiền cứ chi nhưng không ra việc thậm chí còn làm hỏng việc dùng sức dân thì khỏe hơn nhiều lợi ích hơn nhiều người dân việt nam rất hiền lành giàu lòng tin nhiều thiện chí và luôn tích cực đóng góp chỉ cần một tín hiệu nhỏ được phát ra về việc sẽ thay đổi để hướng đến sự tốt đẹp như những phát biểu của ông Tô Lâm thời gian qua đã làm không ít người trở nên hy vọng và có phần hào hứng không giấu nổi. Hình ảnh Tổng bí thư Tô Lâm Tác giả góp ý, ngừng chụp mũ, những người phản ánh và nhiệt tình góp ý là xuyên tạc, là chống phá. Đừng để bớt nghẹt tiếng nói của họ, không gây sợ hãi, không gây bất an, tạo cho người dân một tâm thế luôn sẵn sàng lên tiếng mà không lo lắng về việc bị trù dập, đàn áp lúc ấy nhà nước sẽ có một lực lượng gần trăm triệu giám sát viên điều tra viên làm việc không công và làm việc một cách vui vẻ đầy hứng khởi tác giả cho rằng không có người việt nam nào sẽ lợi dụng dân chủ để chống phá cả vì thực ra cái họ mong cầu chỉ là một cuộc sống lành mạnh công bằng tốt đẹp người dân có quyền tự do ngôn luận tự do thông tin như hiến pháp đã quy định cũng có những trường hợp người dân có thể không có đầy đủ thông tin Thông tin phiến diện có thể đánh giá chưa sát tình hình, có thể nhận định chưa chuẩn về vấn đề nào đó, nhưng dù thế, việc họ đưa tin và có tiếng nói sẽ chỉ luôn có lợi cho nhà nước trong quản lý và điều hành xã hội, tuy nhiên không có điều gì hại cả. Tác giả gọi sự tham gia tích cực và miễn phí này của người dân là một nền hành chính không công có sự tham gia của gần 100 triệu công chức không công rồi thì bộ máy sẽ dễ dàng tinh giản, vì sẽ không cần đến nữa. Tiền chi cho quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, cho an sinh sẽ có và có nhiều. Việc đơn giản nhưng có ý nghĩa to lớn này sẽ có thể làm ngay và sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức mà không cần chờ đợi, không cần lý luận rùm ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin nền hành chính không công trăm lợi mà không hại. Việt Nam thuận lợi mở rộng các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa. Ngày 7 tháng 11, AFA tiếng Việt bình luận, vì sao Trung Quốc để yên cho Việt Nam xây đảo nhân tạo? Theo đó, AFA cho hay một hãng tin nước ngoài mới đây đã đăng tải video cho thấy chỉ trong 4 năm, từ năm 2020 đến năm 2024, Việt Nam đã tăng tốc mở rộng các đảo nhân tạo tại khu vực quần đảo Trường Sa. Những hoạt động xây dựng bao gồm đường hào, bến cảng, có thể cả kéo dài những đường băng cho mục tiêu quân sự. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết ngoài ra báo cáo của Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI được công bố vào ngày 7 tháng 6 cũng cho thấy trong 6 tháng qua, Việt Nam đã tăng tốc đáng kể việc mở rộng các tiền đồn của mình ở quần đảo Trường Sa với diện tích gần bằng 2 năm trước đó cộng lại, đưa Hà Nội đạt kỷ lục xây dựng đảo vào năm 2024. Không thể phủ nhận năng lực của Việt Nam trong việc thực hiện được những dự án bồi lắp đảo ở xa bờ, nhưng điều ấn tượng hơn nằm ở chỗ Việt Nam đã bằng cách nào đó tránh được sự ngăn cản từ Trung Quốc. Trong khi đó, cùng thời điểm hoạt động bồi lấp đảo của Việt Nam diễn ra, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã leo thang đáng kể xung quanh bãi cỏ mây, một rạng san hô chìm nằm ở phía đông quần đảo Trường Sa. AFA dẫn lời tiến sĩ Andrew Taff từ Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ cho rằng chính vì Philippines là đồng minh hiệp ước của Mỹ nên Trung Quốc không cần phải kiềm chế sự hung hăng với Philippines. Theo ông, Bắc Kinh hiểu rằng Washington không sẵn lòng cho phép đồng minh của mình mạo hiểm với những rủi ro có khả năng kích hoạt cam kết phòng thủ chung Hoa Kỳ-Philippines, nên chính Manila mới là bên phải kiềm chế những hành xử với Trung Quốc. Còn trường hợp của Việt Nam, ông Andrew cho rằng sự tương đồng về thể chế chính trị đối với Trung Quốc có thể đã đóng vai trò nhất định. Hình ảnh Tổng bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tiến sĩ Andrew nhận định dù không tin tưởng lẫn nhau nhưng cả Hà Nội và Bắc Kinh có điểm chung là được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản, cả hai chính quyền đoàn kết trong quyết tâm chung nhằm bảo vệ sự độc quyền về quyền lực chính trị của đảng của họ. Như thế, sự kiềm chế của Trung Quốc đối với việc xây dựng cải tạo đảo của Việt Nam có thể phản ánh lợi ích của Trung Quốc trong việc duy trì quan hệ lành mạnh với Hà Nội. Bắc Kinh có lẽ sẽ giải quyết nhẹ nhàng các tranh chấp hiện nay vì tân chủ tịch nước của Việt Nam dường như đặc biệt tôn trọng Bắc Kinh. AFA dẫn thêm bình luận của nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nêu lý do khiến Trung Quốc hành xử với Philippines khác với Việt Nam. Với Philippines, Trung Quốc nhìn thấy Mỹ là đồng minh chiến lược của Philippines, nhưng rất nhiều vụ va chạm giữa Trung Quốc và Philippines thì Mỹ lại án binh bất động không làm gì. Hiệp ước phòng thủ Mỹ-Phi chỉ là con áo ợp để Mỹ tăng cường quan hệ chiến lược với Philippines chứ không giải quyết được quyền lợi cho người dân Philippines. Với Việt Nam, Trung Quốc cần phải ve vãn, hứa hẹn những lá bài về kinh tế để ngăn Việt Nam đến gần Mỹ và các siêu cường khác trên thế giới. Trung Quốc cũng nhìn thấy Việt Nam là một nước nhỏ, muốn ổn định và phát triển thì phải luôn luôn, luôn lắp giữa các thế lực của các siêu cường, nhưng không được tách rời khỏi Trung Quốc. AFA dẫn lời nhà nghiên cứu Hoàng Việt nhận xét chính sự đu đưa này đã giúp việt nam cân bằng giữa sức ép từ trung quốc trên biển đông việt nam vẫn khéo léo duy trì quan hệ với trung quốc không như philippines đã chọn hướng ngã hẳn về mỹ rồi thậm chí manila còn cho mỹ đặt tên lửa tầm trung trên đất philippines hướng về eo biển đài loan việt nam đang đu đưa giữa trung quốc và mỹ nên trung quốc không muốn mạnh tay với việt nam sợ việt nam hướng sang mỹ nhiều như thế sẽ bất lợi cho bắc kinh về mặt chiến lược Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm D với bản tin Việt Nam thuận lợi mở rộng các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.